phơi nhà mình thì cũng qua ba đời, ông bà với cha mẹ mình giờ tới đời mình là ba đời, thì cũng khoảng là trên 60 năm rồi. Rồi cà phê mình thì ở nhà thì pha bằng cọ từ thời xa xưa tới giờ. Ngày xưa thì pha bằng siêu, bây giờ cái siêu nói chung là mình cái lượng khách mình nhiều quá thì pha bằng siêu quá thì cà phê ra không có kịp, không có đủ quá, đâm ra mình phải đổi lại cái ca. Thì còn bình thường thì cà phê là coi như là từ xa xưa tới giờ là chỉ có một loại thôi, không có nhiều loại. Em là đá không đường với xỉu hả? Cà phê đây thì cái hương vị là nó cà phê là tự động dạng như cà phê dệt, thì cái hương vị bên đó là nó xưa đó, mà chú uống cái gu của chú thì nào giờ là nó hợp đó, chứ là cái chú cũng mới biết cái quán cà phê này cái dịp tình cờ khoảng chừng 5 năm nay thôi đó, là thấy uống nó hợp chú tới cũng từng đến bốn bữa ba bữa tùy. Do cái cách họ pha cho nên mình khi mình uống thì mình cảm giác nó hay hơn, thú vị hơn, và không gian thì rất là thân thuộc, nó tạo cho mình cảm giác giống như là đang uống cà phê ở nhà vậy á, nên là rất là hay. Đa số buổi sáng thì mấy người lớn tuổi, mấy người cao tuổi thì ta uống tại chỗ cà phê nóng nhiều. Còn nói chung là giới trẻ bây giờ người ta mua về nhiều thì họ uống đá nhiều. Đa số còn mấy người lớn tuổi thì người ta ngồi thì giống như xa xưa thôi. Người ta ngồi, người ta coi báo rồi nói chung là tám chuyện chút xíu rồi người ta về. Còn đa số giới trẻ là buổi sáng á là người ta mang về là nhiều, là cà phê đá. Khi mà có thời gian rảnh thì em sẽ ngồi đây uống, còn nếu mà bận công việc hay gì thì đa số là mua về. Tại vì cái không gian ở đây là mở 24/24 nên là kiểu thuận tiện cho mình, kiểu mình có thể đến uống lúc nào cũng được mà.